mà đang còn trên giỏ hàng. Sau đó là cô mang về cô nghiên cứu, thì cô chọn ra một lô. Thì mà chú với cô rất là căng thẳng, vì chú thì dễ quá còn cô thì khó. Chú thì bảo là em ưng thì em mua, em không ưng thì thôi, khỏi phải cọc. Nghe con đấy thì hơi buồn đấy, cảm thấy là nó bất an rồi. Một lúc sau chú bảo cọc đại một lô đi, xong rồi về rồi nghiên cứu. Thế là vui. Chú mới mang 10 triệu theo, chú cọc cho mình 10 triệu. Xong rồi mình khoanh toàn bộ các lô trên bảng hàng luôn. Thì cô bảo ít quá, không có sự lựa chọn. Bảo bây giờ con khoanh toàn bộ rồi, cô chọn ở trong cái đấy thôi, chứ còn những cái lô còn lại không có đâu. Thế là cô chọn trong đấy. Thì hôm sau thì cô đi thì cô bổ sung thêm cọc. Thì cọc thôi. Thì người ta rất là dễ tính, mặc dù người ta khó tính, nhưng mà người ta khó cái kiểu cho mình hài lòng, mình chiều hết mức. Thì các bạn cứ yên tâm là nếu mình gặp một ca nào cực kỳ khó, thì ngay sau lưng mình sẽ có một ca cực kỳ dễ. Thế là mình chốt thành công. Cô khách nguồn này là nguồn khách marketing của cộng tác viên chị chạy ra. Đúng rồi. Em chào mọi người ạ, em là Tuấn, phòng kinh doanh 2 ạ. Thì tuần vừa rồi thì em và chị Mai có một cái deal là lô dân tộc 48m2. Thì ban đầu đưa khách xuống thì thực sự là lúc đấy cuối tháng nên chị em cũng rất là vã rồi. Thì khi mà biết khách xuống thì đặc biệt là nhà khách lại có người thân sử dụng ở bên cái khuôn viên gia tộc mà M402-0202, rất là gần cái khuôn viên gia tộc mà giá tốt nhất giỏ hàng của mình bây giờ là M40204 á. Thì ban đầu là đến tính boost chú là vào trong cái khuôn viên đó, thì chú cũng rất là dành về phong thủy, chú đo cũng tương đối là kỹ. Nhưng mà lúc mà cái khuôn viên đó thì độ với cả mọi thứ chú bắt đầu ưng ý rồi, thì chị con gái của chú lại điện về cho người nhà sử dụng ở lô 02 ấy. Thì cô mới bảo là cô còn thừa một lô ở bên 03, thì có gì phải cô sang nhượng lại cho người nhà cô lấy giá hữu nghị. Thì lúc đấy cũng rất là chột. Thì phải nói là chị Mai thì cũng là một người mà rất là dày dạn kinh nghiệm ạ. Thì đến lúc đấy là em thực sự là em cũng khá là bế tắc ạ. Nhưng mà lúc ấy chị Mai thì bảo là thôi bây giờ thì cô chú cứ đi xem thêm một lô, một khuôn viên đường thông nữa. Cái khuôn viên gia tộc vừa rồi của cô chú thì nó nằm ở trong đường cụt. Thế lúc mà đưa cô chú ra bên đường thông thì hộ Trúc cũng hỗ trợ cho kiếm cho hai lô để chú lựa chọn. Thì chị Mai lúc đấy thì bút rất là mạnh, cứ bảo là chú cố gắng chú lấy cái lô đường thông này để cho con cháu sau này công việc nó được hanh thông. Thì lúc đấy là mình thì cũng gọi là tát nước theo mưa thôi. Chị đã mở màn như vậy rồi thì thôi cũng lại giới thiệu vào chú cái lô 04 thì nó nằm ngay đằng sau khuôn viên gia tộc 96m2. Thì nếu mà ví dụ như chú mà chú trọng về phong thủy thì đôi khi một số gia đình họ xây, họ dựng cái bức chiếu thư lên rất là lớn thì nhiều khi nó che mất khuôn viên của gia đình mình. Thế là về thì lúc đấy về cũng rất là hồi hộp, chưa bút được cọc ở trên xe. Thì về chú bảo là để chú cân nhắc lại, rồi có gì chú hỏi thầy lại thêm một lần nữa rồi chú trả lời. Thì đúng 5:05 thì bắt đầu là chú chuyển cọc theo giờ phong thủy của thầy ạ. Dạ, cảm ơn người. Dạ, deal của em là em chạy marketing thì cộng tác viên của em là không có mua, nhưng mà được các chú này hay giới thiệu. Hôm trước là giới thiệu một người nhưng mà bị dù, còn giới thiệu lần này thì là cũng là lên nhờ anh Tuấn hỗ trợ. Họ cũng đi nhiều hoa viên tại vì họ là người Hoa, họ khá kỹ tính, xong rồi em cũng bút cọc được. Từ từ đã trao phí Hoài, anh nhờ Hoài trao phí để anh quay phim nhé. Từng deal một, có từng bạn một đây này.